Quảng Nam là tỉnh đầu tiên của miền Trung gánh chịu lũ lụt và nhiều thiệt hại nặng nề. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đại Đức Thích Quảng An, người con xứ Quảng, trụ trì chùa Thanh Nguyên, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dẫn đầu đoàn chư tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử Mạnh Thường Quân, tập đoàn Tôn Hoa Sen chi nhánh tỉnh Quảng Nam đến thăm và trao tặng quà cho bà con tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Cùng đi với đoàn có Đại Đức Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Trị sự huyện Duy Xuyên, Đại Đức Thích Thông Huệ, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, Đại Đức Thích Thông Thắng, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện, trụ trì chùa Phước Sơn, bà Đặng Thị Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Hải. Tại chùa Phước Sơn, xã Duy Hải, đoàn đã gặp gỡ bà con những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lụt. Trước khi trao tặng quà, Đại Đức Thích Quảng An và ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc chi nhánh tập đoàn Tôn Hoa Sen tại Quảng Nam, đã có lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn bà con đang gặp phải, nhất là vừa phải khắc phục sau bão lụt. 150 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, sữa và phong bì tiền mặt, được trao tặng đến bà con để khắc phục khó khăn sau bão lụt, tổng trị giá các phần quà 100 triệu đồng. Cũng trong ngày 26 tháng 10, chùa Thanh Nguyên phối hợp với tập đoàn Tôn Hoa Sen chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con bị bão lụt trên địa bàn thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, đoàn đã trao tặng 150 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, áo ấm, sữa và phong bì tiền mặt, tổng trị giá 100 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến chùa Từ Hiếu, hướng vọng lưu phòng đảnh lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh, đến viếng hương đại úy Trương Anh Quốc, người bị tử nạn trong vụ sạt lở vừa qua tại thủy điện Rào Trăng Ba, Huế, và thăm các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đó, vào ngày 25 tháng 10, đoàn từ thiện chùa Thanh Nguyên cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng 200 quà cứu trợ bà con vùng bão lụt tại chùa Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, với tổng trị giá 150 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm ni sư Thích Nữ Huệ Thuận, trụ trì chùa Bích Khê bị bệnh nặng đã 10 năm, và thăm các hộ gia đình neo đơn thiệt hại nặng nề do bão lụt tại tỉnh Quảng Trị.